mình và các bạn sẽ cùng nhau test những thí nghiệm TikTok triệu view. Các bạn đã trả bài cái trò xiết ba cái bịch cho thầy Phát La chưa? Hay là các bạn có thể tạo ra Sharingan không? Coi hết video để biết nha các bạn. Còn bây giờ đi, let's go. Ok bạn ơi, trò TikTok đầu tiên thì như các bạn đang thấy đây, chúng ta có wow. Ok, tôi mường tượng được cách làm rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải cùng nhau làm để coi coi là cái cách làm của mình có thể nào làm ra được cái như vậy không nha các bạn. Bây giờ lấy đồ làm thôi. Ok các bạn ơi, trước mặt các bạn đang hiện tại đang có một chai Fanta và một cái bịch bột rau câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nha. Bây giờ chắc là việc đầu tiên là tôi sẽ mở cái bếp lên. Sau đó là bây giờ mình sẽ đợi bếp nóng cho mình đổ. Hả? Tôi tưởng nó đỏ đỏ, tôi tưởng nó nổ hay một cái gì đó nó mất công. Ok, bây giờ mình sẽ đổ Fanta vô. Nhỏ lớn là đầu tiên tôi nấu Fanta luôn á. Ok, thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể làm cho cái nước này nó có thể trở nên cô đặc được và ăn được. Thì nó phải dùng cái này. Thì như các bạn đang thấy đây, chúng ta có bột rau câu Konnichiwa hay Fire Jelly for W. Nói chung nó là bột rau câu. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái bịch này, tôi bỏ vô đây. Ok, nước nó có vẻ là nó cũng sôi rồi đó. Giờ tôi bỏ này vô. Rồi, mày xong rồi. Dọn hết tao. Ok. Nãy giờ là tụi tôi xài cái ổ điện á, cho nên là nguyên tòa nhà cúp điện luôn. Bây giờ tụi tôi phải làm một cách nhỏ nhẹ. Mấy bạn thấy tôi giờ vô góc không? Để sám hối á các bạn. Nóng đi con. Nóng đi. Ai đéo nóng. Một ngày thực tế. Sau đó bây giờ mình sẽ dùng một cái phễu đặt lên cái chai, sau đó là mình múc từng ly một, mình bỏ vô cái chai để đảm bảo được là cái việc mà nó có bị nóng hay không. Thì chậm biết nó không bị nóng gì hết, cơ bản là bỏ vô và cái chai nó không bị mớp là tôi khá là vui rồi. Ok, xong thì bây giờ mình sẽ đợi cho cái này nó đông lại và mình sẽ khui ra thử nó có thực sự là nó đông lại không nha mọi người. Ok bạn ơi, thì sau một khoảng thời gian trôi qua, cơ thể tôi cũng thay đổi được một cái áo mới rồi. Thì bây giờ chúng ta coi thử là cái món đồ ăn mà chúng ta để từ lâu rồi thì nó đã như thế nào rồi nha. Ok, cho xin cái chai trước đi ạ. Với một con dao đi ạ. Ê, do hình như là do tôi để ngăn đá cho nên là nó hơi sai xíu, nhưng mà bây giờ tôi sẽ cắt nó ra. Hả? Cái đầu nhìn trùng quá. Nó cứ như nào ấy. Đây, wow, nhiều nước phết. Cái phần thịt rau câu không còn lại không còn bao nhiêu, từ tôi sẽ. Oh my god. Cái này ra giùm đi. Ok, tôi sẽ lấy cái này tôi gắn vào trong này. Đừng có ngã con ơi, đừng ngã. Nó trầu nữa chưa. Tôi sẽ ăn thử để coi nó thật sự lạc lẽo như mọi người nói không. Ê, nó ngọt lắm bà. Đó là mình nó ngọt là ngọt ngay luôn á. Nhưng mà dở ẹt à. Nó đúng dở luôn á. Ok bạn ơi, trò này thành công nhưng mà nó nên là đừng làm cái gì nữa. Được rồi, một mình tôi làm được. Ok, bây giờ thì tới trò tiếp theo. Ok bạn ơi, trò tiếp theo thì cơ bản á là cái trò này nè, nó là mấy bạn làm một cái hộp, một cây kem từ một cái hộp sữa. Thì thực ra là cái này tôi nghĩ nó cũng bình thường, nhưng mà có một cái đó là mấy bạn có thể uống sữa theo một cái kiểu khác hơn, hoặc là uống nước trái cây hay là bất cứ cái gì mà nằm ở trong cái hộp kiểu đó thì bạn sẽ làm được một cây kem ăn, thì nó sẽ có một cái cảm giác khác. Thì sao bây giờ chúng ta cùng nhau thử nha.
Tiếp theo, đầu tiên chúng ta sẽ cần một hộp sữa, một cái que kem. Mấy bạn nhớ phải có que kem nha. Mấy bạn có thể mua những cái que này ở những cái tiệm thuốc gần nhất. Mấy bạn có thể nói là mấy cái cây rơ lưỡi em bé là nó chắc là có mấy cái này á. Ừ, nó sẽ bự hơn một chút xíu, nhưng mà cái này của tôi nó không phải là từ cái đó đâu. Ok, giờ tôi sẽ cắt một cái lỗ nhỏ đủ để cái đó bỏ vô đây. Ok, vừa đủ luôn. Tôi đặt cái cây này vô. Ok, nó như chen vậy nè. Sau đó chúng ta sẽ bỏ xuống dưới tủ lạnh và đợi chút xíu để coi cái thử là nó có đông đá đây không nha các bạn. A few minutes later. Ok các bạn ơi, nhìn nè, cái kem ta có vẻ là ngắt à. Tôi sẽ mở cái này lên. Tôi sẽ mở cái này lên. Tôi cắt một cái đường ở đây. Cái ở đây. Xong rồi cắt cái này lên. Đấy. Từ bây giờ tôi sẽ lôi cái kem này thử cái đường. Ok, nghe được được á. Wow. Nhìn nè. Cái là thằng kia kem thiệt. Nice. Tôi nghĩ là nếu mà bạn nào mà kiểu thích một cái loại nước uống nào đó, các bạn có thể dùng cái cách này thử, tại nó ăn như đá bào vậy, ăn khá là ngon á. Ok bạn ơi. Trò này thành công mà cái kem hơi nhiều quá. Thực ra là cái kem này đối tụi nó hơi bị bự á, nhưng mà cái kem ngon nên là coi là thành công. Bây giờ trò giờ tiếp theo. Ok bạn ơi, trò tiếp theo thì cơ bản là trò này nó là mấy bạn cầm một cái cánh gà, một cái mẫu cánh gà, sau đó bạn cầm hai đầu xương của nó và bạn cạp phát là nó mất hết thịt luôn đó. Giờ tôi chưa bao giờ ăn một cái cánh gà nhanh như vậy hết, cho nên là thử. Trước mặt của tôi ở đây nó là một hộp KFC không hề có quảng cáo. Thì bây giờ mấy bạn sẽ cần cái phần này của một miếng gà này đâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy miếng cái cánh gà ra. Mấy bạn sẽ phải lấy cái phần này của cái miếng gà, của cái cánh gà. Đấy, cái phần này của nó nè. Sau đó bạn cầm một đầu xương bên này, bạn cầm thêm một đầu xương bên này nữa. Đó, như vậy. Sau đó mấy bạn kiểu cạp chính giữa. Nhớ nha các bạn, cạp chính giữa nha, không phải cạp bên trái, không cạp bên phải. Là cạp chính giữa nha, ok. Chuẩn bị, 1 2 3. Ê, nói riêng miếng thịt đây nhưng mà rồi dễ nhai lắm. Nó thực sự là nó bị tách ra nè, nhưng mà nó như còn dính lại thịt, còn của người ta ăn gọn á, người ta ăn nó bị mất hết miếng thịt luôn à. Thì cơ bản là tôi nghĩ là nó làm được, chỉ có điều là skill của tôi nó không bằng mấy cái chị trên mạng thôi. Thì mấy chị cạp mấy cánh nha, nó xin lỗi. Trò này tôi thấy là thành công nha. Còn bây giờ cái trò tiếp theo. Ok bạn ơi, trò tiếp theo thì cơ bản cái trò này nó là mấy bạn sẽ dùng một cái điện thoại để vô cái hoodie hoặc là một cái mặt nạ của mấy bạn, và sau đó nó sẽ tạo ra một cái effect cực kỳ ngầu luôn. Để chạy lấy cái hoodie. Đợi xíu. Ok, giờ tôi sẽ cố gắng tôi để cái này vô cái đầu của tôi. Ok, bây giờ mọi người thử tắt đèn cái nè. Ok bạn ơi, trò cuối cùng thì cái trò này là một trong những cái trend dạo gần đây mọi người hay chơi. Mấy bạn biết cái trò mà lụm hai cái bịch không? Cầm hai cái bịch này nè. Clip rất là viral của Trung Quốc, và sau đó anh Phát La đã làm lại một cái clip, và vì lý gì đó nó viral. Và thật sự là nhìn nó cũng khá hay, cho nên là ok, bây giờ mình với bạn sẽ cùng nhau thử coi làm có được hay không nha. Đi luyện tập thôi bạn. A few minutes later. Hảo ba cái bịch. Ông má ông tập mấy giờ? Ok.
về tung hứng hả? Ừ. Đúng rồi, tung hứng đó. Em làm sao mà ba cái mà em kiểu thấy không? Ok, để thử, ok. Rồi, 1, 2, 3. Được. Được, được, được. Lấy cái này. Chụp được 2 cái. Chụp được 2 cái. Rồi, xong rồi, ok. Thấy không, chỉ nó chia làm 3 thấy không? Ok. Vậy không được. Vậy không có đâu. Khỏi vậy? Khỏi, sao? Khỏi, khỏi. Anh làm được không? Anh làm được. Anh làm được. Từ từ, từ từ. Làm được chứ chưa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, động đất, ôi trời ơi. Dễ mà. Đó, dễ là biết. Ok. Không biết rồi. Đó. Đó là đi. Làm gì vậy anh? Đâu? Ê, đừng chết. Mẹ. Ê. Trời ơi. Ghê hả? Thờ, gặp thầy. Thầy, thầy. Thầy, thầy.